Tế Điên Nam Định chào mọi người yêu quý trên kênh YouTube Tế Điên Nam Định. Đây là cháu Tài Linh. Con trai của con gái của anh Thành là người anh ruột của Tế Điên. Anh mất hôm nay là ngày giỗ. Bố cháu cũng là anh của anh ruột của Tế Điên. Hôm nay con gái về làm mâm cơm cho bố. Thì là có gì ở quê là em ruột mẹ nội mẹ Tế Điên. Đây là bố Tế Điên, đây Lý Cai Chánh Tổng tham mưu chính ở khu 12A của Long Tầng luôn. Đây là hai chị Tế Điên, đây là chị cả đang ở trên Hà Nội về đôn chè môi đôn chè. Đây là chị thứ hai Tế Điên này. Mọi người, chị Nguyễn Hồng Thúy, đây là anh rể là chồng của chị Thúy. Còn mọi người không quen, không quá quen được khuôn mặt này. Đây là vợ Tế Điên, Hà Béo. Đây là cháu Đức Anh này, là con rể của anh Thành, là chồng của cháu Tế Linh. Hôm nay là ngày giỗ của anh Thành, đây là người anh ruột của Tế Điên Nam Định mọi người ạ. Mẹ Tế Điên. Mẹ Tế Điên. Còn một gì nó như là kiểu lọt đến nơi, lọt mỏ mỏ. Nhà Tế Điên thì vậy, cứ có công có việc là các chị ở xa, các cháu ở xa. Tôm này, tôm đầm nước mặn, ăn nó ngọt ngọt. Ăn nó ngọt. Chứ nó to, con này anh rể Tế Điên là anh Hà Châu, Tế Điên kể trên YouTube đấy, sơ qua. Ngày xưa anh cũng làm trật tự thu đua ở bến xe mà Tế Điên kể cùng anh Lội Đàm đấy. Nhưng bây giờ là anh Tế Điên cũng chuột rút rồi, anh về với vợ con rồi, giờ anh cũng tống nghiệp, tức là giúp đời giúp người. Mọi người ạ, anh giàu đấy, bảo bố không ngu tiền. Tế Điên chào mọi người yêu quý trên kênh. Chúc mọi người có những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Tế Điên muốn làm clip này gửi lên trên kênh YouTube Tế Điên Nam Định, cũng là lưu giữ những khoảnh khắc tình những cái ngày của người anh của mình cũng như là mẹ của Tế Điên. Cũng mong khán giả yêu quý đón nhận. Tế Điên cảm ơn mọi người yêu quý.